Ê yêu, có phải bạn đang tìm một cái video mà có thể hướng dẫn cho các bạn sử dụng phần mềm Logic Pro X để có thể làm nhạc hoặc là làm các công việc liên quan đến audio? Thì bạn đã tìm nhầm chỗ rồi đó. À không, tìm đúng chỗ rồi đó. Ready? Let's go. Rồi, đầu tiên khi mà các bạn mở cái phần mềm lên á, thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các bạn vào phần Logic Pro, Reference, Audio, và các bạn cài đặt cái đường tiếng vào và tiếng ra của mình. Đây là cái phần Output Device, nó là cái tiếng đầu ra của mình, thì các bạn chọn cái tên Audio Interface của mình. Rồi, cái Input Device là cái đầu vào, nghĩa là thí dụ mà trường hợp các bạn có sử dụng một cái micro để thu âm, để làm nhạc, giống như mình hiện tại, thì các bạn cứ để cái phần Input Device là cái tên Audio Interface của các bạn luôn ha. Rồi, cái Buffer Size nghĩa là trường hợp là khi mà các bạn làm nhạc, cái project của bạn nó quá nặng á, thì các bạn nên chọn cái số này lớn. Thì các bạn cứ hiểu nôm na là vậy thôi. Cái số này nó sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng nhạc của các bạn nha. Rồi, cái phần Recording Delay là cái phần khi mà các bạn thu âm á, các bạn nên để nhỏ nhất như thế này. Nếu mà cái máy của bạn chạy nó tốt một xíu thì các bạn để như thế này để nó không bị trễ giọng khi mà các bạn thu âm, thu cái giọng hát của mình. Rồi, cái phần MIDI, nếu mà các bạn có MIDI key ở nhà thì các bạn vào MIDI và vào phần Input xem là cái phần MIDI mình đã có trong này chưa nha. Nếu mà một số cái MIDI á, nó cần driver á, thì các bạn cài vào thì nó mới hiện trong đây. Rồi, đó là các bước cơ bản để các bạn cài đặt sử dụng phần mềm này. Thì đầu tiên khi mà các bạn mở phần mềm này lên, nó sẽ gợi ý cho các bạn một số track trong cái phần mềm này. Thì ở đây mình sẽ chú ý nói đến hai track thôi. Đó là một cái track là Software Adjustment và cái track Audio này. Thì nôm na thì cái track này để mà các bạn có thể đánh được cái nhạc cụ của bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn muốn đánh một cái tiếng guitar để thu vào, hay là có một cái tiếng piano, hoặc là một cái trống của các bạn, thì các bạn sử dụng cái track Software Adjustment này. Còn cái phần Audio này á, là cái track mà các bạn có thể kéo những cái file giọng hát của các bạn, hay là các file sample để các bạn đưa vào và chỉnh sửa trong phần mềm ha. Ở đây mình sẽ làm một cái bài nhạc thật là dễ luôn để các bạn có thể hiểu được cách vận hành của phần mềm. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ tạo một cái track software adjustment để mình đưa tiếng piano vào thử ha. Rồi mình bấm vào và bấm chữ create. Đó, thì nó sẽ hiện ra một cái track thế này. Và bên trái lúc này nó cũng hiện ra một cái thanh là library. Thì đây là những cái tiếng nhạc có sẵn ở trong phần mềm Logic Pro này. Thì ở đây nếu mà các bạn muốn sử dụng hết, muốn download hết tất cả những cái tiếng này thì các bạn vào Logic Pro Sound Library và bấm chữ Download All này, thì nó sẽ download hết tất cả những cái tiếng trong cái phần mềm này cho các bạn. Ở đây thì mình chỉ sử dụng một số tiếng thôi, nên là các bạn sẽ thấy còn một cái dấu này ở đây. Giống như trong phần piano thì mình chỉ sử dụng có cái phần Grand Piano này thôi, chứ những cái tiếng như upright bass này thì mình không có xài, nên nó sẽ còn cái dấu này. Bây giờ bạn muốn sử dụng một cái tiếng piano như thế này thì các bạn bấm vào chữ piano và chọn cái loại piano mà bạn muốn. Mình bấm vào đây. Vậy muốn mình muốn thêm một cái phát in vào để tạo cái tiếng thì nó sẽ như thế nào? Bạn tạo thêm một cái track mới ha, Software Adjustment. Rồi sau đó bạn sẽ thấy ở đây có cái phần là Adjustment. Bạn bấm vào thì đây nó sẽ có khá là nhiều cái plugin có sẵn của Logic Pro, và ở đây mình cũng có cái cài thêm. Thì nếu mà cài thêm nó sẽ hiện ở đây là AU Adjustment. Rồi ở đây mình cũng có cài thêm một thứ số thứ giống như là Vital Audio nè, cái này nó cũng miễn phí, cũng khá là hay nè. Để thử cái tiếng xem là nó đã có tiếng chưa thì các bạn nhấn, thí dụ mà trường hợp mà các bạn chưa có MIDI key á, thì các bạn bấm Command K thì nó sẽ hiện lên cho các bạn một cái bàn phím ảo như thế này, và bạn bấm thử và nghe. Rồi, và các bạn cũng nên thử luôn trên phần MIDI key của các bạn nếu mà các bạn có. Đó, các bạn nếu mà các bạn muốn đổi tên cái track này á, thì các bạn nhắm click đúp vào. Ở đây mình sẽ đổi tên thành piano ha. Rồi nếu mà các bạn muốn đổi màu cái track này á, thì các bạn bấm vào cái track này và bấm option C, hoặc là các bạn bấm chuột phải vào đây và bấm, các bạn bấm vào track color, nó sẽ hiện ra và các bạn đổi cái màu. Đó, thí dụ trường hợp ở đây mình sẽ để màu xanh. Rồi bây giờ mình đã có một cái track piano thì làm sao mình tạo được cái MIDI để mình đánh?
Nếu mà các bạn đang sử dụng cái đánh live á, nghĩa là các bạn đánh thẳng trên MIDI của các bạn để thu âm luôn á, thì các bạn chỉ cần để chuột vào vị trí này và mở cái metronome lên. Đây là cái phần metronome và nhấn vào. Đây là cái phần tempo của bài hát. Thì ở đây mình sẽ để tempo khoảng 115 này ha. Rồi, mình để vị trí vào chuột này và bấm chữ G, nó sẽ gõ 4 nhịp và mixer sẽ bắt đầu thu âm cái phần MIDI của các bạn. Mình làm thử cho các bạn xem nha. Nó sẽ ra một cái phần MIDI như thế này cho các bạn. Rồi, thí dụ mà trường hợp các bạn không có MIDI key, các bạn vẽ bằng tay. Rồi, mình để con chuột vào đây và tạo một cái MIDI region. Mình sẽ bấm vào dòng đầu tiên là Create MIDI region. Sau đó kéo cho nó dài ra một chút xíu, khoảng 4 bar ha. Để vào viết MIDI key thì các bạn có hai cách. Thứ nhất là các bạn click đúp vào. Thứ hai là các bạn nhấn E. Đó, lúc này thì cái phần piano roll nó sẽ hiện lên. Và bây giờ mình sẽ vẽ. Rồi để vẽ được cái nốt nhạc á, thì các bạn giữ phím Command và nhấn chuột trái. Đó, để kéo dài nốt nhạc thì các bạn chỉ cần để vô nốt nhạc như này và kéo ngắn, dài, ngắn, dài, tùy ý thôi các bạn muốn. Rồi, để zoom lớn ra, để các bạn xem cho gõ cái nốt nhạc của mình, thì các bạn nhấn Command, Option và lăn chuột. Đó, bây giờ mình muốn copy một cái nốt này thành một cái nốt khác cũng giống như cái nốt này luôn, thì mình chỉ cần nhấn Option, nhấn chuột trái và kéo đi. Các bạn nhớ giữ cái nút Option của mình nha. Đó, sau đó mình buông ra thì nó sẽ copy cho mình một cái nốt giống như cái nốt lúc trước. Rồi, mình copy thêm một nốt nữa. Rồi, thí dụ mình không muốn cái nốt này mình đã sai, mình không muốn để ở đây, mình muốn xóa luôn, thì mình làm cách nào? Mình bấm vào và mình bấm Backspace hoặc là Delete. Và mình muốn nó trở lại cái nốt như hồi nãy thì mình bấm Command Z. Thì cũng giống như một số thao tác khi mà các bạn làm trên Word hay này kia thôi, nó cũng không khác gì mấy. Bây giờ mình zoom nhỏ lại để chị dễ nhìn một xíu ha. Rồi bây giờ mình muốn copy nhiều nốt như hồi nãy thì mình làm sao? Mình giữ chuột trái và kéo chọn tất cả các nốt, sau đó nhấn Option và chuột trái kéo đi, thì nó sẽ copy tất cả các nốt mà mình đã bôi trắng như thế này. Đó. Rồi, bây giờ mình muốn di chuyển cái nốt này xuống một bậc mà không cần dùng chuột thì các bạn nhấn Option và bấm nút mũi tên đi xuống ha. Đó, nó sẽ xuống một nốt. Bây giờ thí dụ trường hợp mà mình muốn cắt ở đây, mình muốn cái nốt này nó bị cắt làm hai như thế này, thì mình làm như thế này thì nó hơi mất công ha. Đó, mình copy như thế này nó mình làm thì nó hơi mất công cho mình. Thì có cách nào để làm cho nó nhanh không? Thì các bạn chọn tất cả các nốt này, sau đó các bạn có thể nhấn Command T. Nó sẽ cắt ra cho các bạn như thế này luôn. Đó. Rồi các bạn nghe lại thử ha. Đó, rồi cách thứ hai là các bạn có thể cắt như thế nào. Mình bôi hết tất cả. Rồi sau đó các bạn nhấn phím T và chọn cái công cụ Six Saw Tool. Đó là phím yên ngắn. Thì các bạn có thể bấm vào đây hoặc là bấm T cho nó hiện cái bảng này lên. Sau đó là bấm chữ yên ngắn. Rồi sau đó đưa con chuột vào vị trí mà bạn muốn cắt và cắt. Rồi bây giờ mình sẽ copy thêm một cái dòng hòa âm nữa ha. Thì mình sẽ có một cái dòng hòa âm đơn giản như thế này. Các bạn đừng có lo là khi mà mình tại sao mình viết như thế này mà mình không hướng dẫn các bạn nha. Mình sẽ làm những cái video về nhạc lý sau để các bạn hiểu rõ tại sao mình làm như thế này. Rồi các bạn nghe lại thử. Rồi, bây giờ thí dụ trường hợp mà các bạn bấm MIDI key á, thì cái nốt nó sẽ bị lệch như thế này. Vì đôi khi là mình sẽ không đánh đúng ngay cái vị trí mà mình cần đánh, thì nó sẽ bị lệch như thế này. Vậy thì làm cách nào? Các bạn chỉ cần chọn, các bạn chọn nốt này, nhấn giữ Shift, thì nó sẽ chọn luôn cái nốt này và bấm Q. Đó, nó sẽ tự quantize lại cho các bạn, cho đúng về cái ô nhịp. Các bạn muốn thay đổi cái phần velocity của cái nốt nhạc này. Velocity nghĩa là gì? Là nghĩa là khi mà các bạn chạm vô cái bàn phím piano á, thì nếu mà các bạn chạm bấm nhẹ thì nó sẽ ra cái tiếng khá là nhẹ nhàng. Còn các bạn bấm mạnh á, thì nó sẽ ra cái tiếng rất là mạnh, giống như mình bấm nhẹ nè. Rồi mình bấm mạnh lên nè. Có những cái bài nhạc thì mình cần cái velocity cho nó giống thật nhất á. Tại vì đôi khi mà các bạn để tất cả các velocity giống nhau như thế này nè, thì nghe cái bài nhạc nó khá là máy móc ha. Rồi,
thì các bạn muốn cho cái phần velocity nhỏ lại thì các bạn có thể bấm vào cái nốt nhạc và dặn cái phần velocity này nhỏ xuống hoặc là lớn lên như thế này. Hoặc cách thứ hai là các bạn có thể bấm vào nốt nhạc, sau đó bấm T cho nó mở phần thanh công cụ lên và chọn cái phần velocity tool đó, sau đó các bạn kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống. Sau khi mà các bạn đã làm được một cái hòa thanh cơ bản như thế này và các bạn muốn tắt cái phần pin neuron này đi thì các bạn nhấn vào phím E. Các bạn là nhớ là cái phím T của mình nó rất quan trọng ha, tại vì khi mà các bạn bật phím T nó sẽ tất cả các công cụ để mà xử lý phần pin neuron hoặc là phần pattern ngoài đây nó cũng đều sẽ hiện lên ngay đây, hoặc là các bạn bấm ở đây. Bây giờ mình đã có một cái track piano, bây giờ mình muốn tạo thêm một cái track có tiếng búng tai là cái tiếng snap á, thì mình làm như thế nào? Mình tiếp tục tạo một cái track subway instrument này, bấm create. Mình sẽ tìm một cái tiếng snap đây, mình sẽ nghe một số tiếng snap. Rồi mình chọn cái tiếng snap này ha. Bây giờ mình sẽ kéo cái tiếng snap này thẳng vào cái track mình vừa tạo và chọn cái phần quick sampler original. Đó, lúc này thì cái tiếng snap mình đã nằm trong cái sampler này. Bây giờ mình thử gõ trên cái MIDI key xem nó có nghe không nha. Với những bạn chưa có MIDI key thì các bạn nhấn Command K để nó hiện cái bàn phím này lên và các bạn thử. Tương tự, bây giờ mình muốn viết cái tiếng snap này vào cái phần piano này thì các bạn ấn giữ chuột phải tạo MIDI region và kéo nó dài ra. Sau đó click đúp vào và bắt đầu viết piano run cho nó. Bây giờ mình muốn đặt tiếng snap ngay đây thì bạn bấm command và viết nó. Đó, kéo ngắn lại xíu vì cái tiếng snap này khá ngắn. Rồi, vào. Rồi, ngay đây. Còn hai nốt cuối thì mình kéo ha, mình copy hai nốt này bằng phím option và giữ vào và bấm chuột trái kéo đi thì nó sẽ copy ra hai nốt như thế này. Bây giờ mình sẽ tắt phần binaural đi. Rồi sau đó là các bạn tạo thêm một cái track kick ha. Tiếng kick á. Rồi là tiếng trống á. Rồi mình sẽ tạo tiếp một cái track subway adjustment. Rồi mình tìm một cái tiếng kick. Rồi mình sẽ tìm đại một cái tiếng kick ha. Mình đưa tiếng kick vào đây giống như hồi nãy. Chọn cái đầu tiên. Các bạn nhớ đừng có buông chuột đi nha. Khi nào nó hiện lên rồi mình chọn vào quick sampler mình hãy buông chuột ra. Rồi buông chuột ra. Đó. Sau đó mình tiếp tục mình viết tiếng kick bằng cách chuột phải Crimean region. Rồi kéo nó dài ra, click đớp vào. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tiếng kích ngay đây. Rồi bây giờ khi mà các bạn muốn nghe cái phần này nó lặp đi lặp lại thì các bạn làm như thế nào? Các bạn nhấn giữ chuột chải vào cái thanh này để nó hiện cái thanh màu vàng ra như thế này và các bạn kéo tới cái phần cuối cùng đó. Rồi các bạn nghe thử xem nó có lặp lại không nha. Bây giờ các bạn muốn cái phần piano này nó qua tay trái hoặc là tay phải của các bạn thì các bạn sẽ dặn vào cái nút này gọi là nút pan. Bây giờ các bạn muốn copy các cái pattern như thế này. Mình cũng giống như cái trong cái phần piano roll hồi nãy, có nghĩa là bạn nhấn giữ option và chuột trái để kéo cái phần piano này ra. Nó sẽ tạo thêm cho các bạn một cái pattern và buông ra. Đó. Tương tự với các pattern snap hay là kick. Đó. Thậm chí là copy cùng một lúc. Hoặc đơn giản hơn là các bạn chọn cái phần piano này và bấm command R. Chữ R nghĩa là repeat á. Đó. Rồi khi mà các bạn có một cái bài nhạc đơn giản như thế này và bạn muốn mở cái phần mixer lên để chỉnh một chút xíu cho nó hay hơn ha, thì các bạn nhấn phím X đó để mở cái phần mixer, hoặc là ở trên đây nó sẽ có nút đó, bạn sẽ thấy chữ mixer ở đây và nhấn vào.
Đó, lúc này thì các bạn có thể chỉnh to nhỏ lớn trái phải bên đây. Để add những cái phần plugin vào thì các bạn chọn vào đây. Ở đây có cái thanh là gọi là Audio FX. Thì các bạn chọn cái thanh này và nhấn vào đây để chọn những cái hiệu ứng mà bạn muốn. Ví dụ ở đây mình đưa vào một cái EQ. Tương tự với những cái hiệu ứng khác ha, thì các mình sẽ nói kỹ vào những cái video khác. Bạn có thể đổi tên ở ngay cả trong đây hoặc là ở ngoài đây cũng được. Thí dụ ở đây mình sẽ đổi lại là chữ snap. Hoặc là mình đổi trong đây, mình đổi thành tiếng click. Đó. Thứ hai là các bạn muốn thay đổi cái phần icon này nè, là cái phần mình cũng không biết kêu bằng cái gì, cái icon á. Thì bấm chuột phải vào. Sau đó sẽ hiện, bạn nhớ bấm chuột phải vào cái icon nha, chứ đừng bấm ra đây thì nó lại ra một cái menu khác. Rồi bấm vào icon thì nó sẽ hiện ra. Thí dụ ở đây phần snap thì mình để cái tiếng, ở đây không có cái snap, mình cứ đại để một cái đại cái tiếng ha. Rồi tiếng kick thí dụ vậy. Thì đôi khi là những cái bài nhạc, những cái project lớn thì các bạn cần những cái icon như thế này và những cái màu như thế này để nhận biết, chứ mình không có thể nào mình đôi khi mình tìm tên nó như bị lọn hết trơn nha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái track audio ha. Mình thử một mình tạo một cái track audio và đưa cái file audio vào đây và tạo cái audio, bấm create. Mình mở một cái folder và kéo một cái file mp3 hoặc là file wav bất kỳ vào cái track audio này. Các bạn sẽ thấy ở đây là khi mà các bạn kéo cái file audio vào cái track software adjustment thì nó lại không được đây ha. Nhưng mà track audio thì là được rồi. Các bạn thả vào. Đó, thì đây là mình sẽ có một cái track audio. Thì nó sẽ tự động nhảy vào mixer của mình. Bạn nhấn phím X để mở cái mixer mình lên. Đây, thì nó đang ở đây. Mình đặt tên nó là audio ha, cho dễ nhìn. Đổi nó thành màu đỏ. Option C. Các bạn muốn cắt cái audio của mình thì các bạn cắt như thế nào? Tương tự giống như trong cái phần piano roll luôn. Thì các bạn có thể để con chuột vào đây. Rồi bấm phím T để hiện công cụ lên. Bấm Sixer Tool và chọn cái vị trí mà bạn cần cắt và cắt nó ra. Rồi, cách thứ hai là các bạn nhấn T. Ở đây có chữ Y và các bạn cắt nó ra. Cách thứ ba là các bạn có thể để con chuột vào vị trí. Và cách này mình khuyến khích là các bạn nên xài ha, là các bạn nhấn Command T. Đó, Command T, đó. Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ở cái file audio thì mình có thêm một cái chức năng gọi là fade in và fade out. Thì fade in fade out nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà các bạn có một cái file âm thanh như thế này. Bây giờ các bạn nghe thử nha. Rồi các bạn muốn cho nó vào một cách từ từ, nghĩa là giống như là volume nó sẽ tăng dần lên á. Phím T để hiện thanh công cụ lên. Ở đây nó sẽ có cái phần fade tune. Thì phím tắt của nó là phím A. Thì bạn có thể bấm chữ T sau đó bấm chữ A. Rồi, nó sẽ hiện lên một cái con chuột như thế này. Và các bạn chỉ cần kéo cái đầu này vào như thế này thì nó sẽ to dần lên nè. Đó, mình kéo càng xa thì nó sẽ càng chậm nha. Đó, tương tự với cái việc fade out. Thí dụ đây mình cắt ngang ở đây ha. Mình cắt ngang ở đây thì bấm Command T. Rồi, xóa cái phần này đi, bấm Backspace. Bây giờ một cái bài nhạc mà nó bị đứt ngang như thế này thì nghe rất là kỳ. Rồi các bạn nghe thử nha. Đó, thì việc fade out nghĩa là các bạn làm cho âm thanh nhỏ dần đi. Rồi bấm phím T, chọn A là fade tune. Rồi kéo ngược lại thì nó sẽ nhỏ dần đi, nhỏ dần đi như thế này. Rồi các bạn nghe thử. Thí dụ mà trường hợp ở đây nó đang ở cái tông đô trưởng, nghĩa là tông si đó, thì các bạn muốn nó lên một semitone hoặc là lên một tông thì các bạn bằng cách nào, các bạn có thể vào đây. Ở đây nó có chữ change bow thì các bạn có thể cộng thêm 1, cộng thêm 2, thêm 3, thêm 4 bất kỳ là ở đây. Rồi phím tắt của nó là option và phím lên thì nó sẽ cộng một semitone và cộng một tông. Đó, như thế này, xuống, lên, xuống. Rồi các bạn muốn lên cả một cái octave thì các bạn nhấn Option Shift và bấm phím lên, nó sẽ lên thẳng là 12 nha. Đó, tương tự với phím xuống. Đó. Thí dụ các bạn có một cái bài nhạc và nó 4-3 đầu nó sẽ chạy như thế này.
nhưng mà 4-3 sao thì các bạn muốn thay đổi một số, một vài nốt thôi. Nếu mà các bạn tạo lại như thế này ha, sau đó các bạn viết lại hoặc là copy lại như thế này, copy và paste. Rồi thí dụ bạn muốn thay đổi số là thêm một cái nốt, thêm nốt này chẳng hạn, thêm một cái gì chẳng hạn, cái này thì thêm cái này chẳng hạn. Thì nếu mà các bạn làm như vậy thì nó khá là lâu. Thì ở đây có một cách clone ra rất là hay. Thì các bạn bây giờ mình sẽ xóa đi nha. Rồi các bạn copy cái track này ra thành một cái button mới, bấm vào cái button này và copy nó ra là bấm option và kéo nó ra như thế này. Rồi các bạn chỉ cần click đúp vào và thêm một vài nốt mà các bạn muốn thì nó đã hoàn toàn trở thành một cái button mới mà các bạn không cần phải thao tác dài dòng như hồi nãy nữa. Rồi các bạn có thể là trường hợp khi mà cái project của bạn nó quá lớn á, thì hai cái này đôi khi bạn sẽ nhầm và bạn sẽ kéo lên nhầm thì nó sẽ khá là phiền phức. Thì các bạn chỉ cần nhấn option C để thay đổi màu của nó. Thí dụ ở đây là màu xanh, mình sẽ làm cho nó nhạt lại chút xíu nha. Đó, thì kiểu như vậy thì các bạn sẽ không bị nhầm lẫn. Để save một cái project này lại thì các bạn làm như thế nào? Các bạn nhấn vào File Save. Đó, lúc này nó sẽ hiện lên cho các bạn một cái menu như thế này. Và các bạn hãy tìm đến cái đường dẫn mà các bạn muốn lưu. Bây giờ mình sẽ lưu ở phần desktop ha. Rồi sau đó là các bạn nhớ click chọn vào những cái phần này. Đây. Tại vì lúc trước á, mình cũng có xài và mình cũng mới xài Logic á, thì mình không biết, mình không có click vào những cái này. Thì sau khi mà mình mở cái project lên á thì nó sẽ không lưu lại những cái phần data ở trong những cái VST này, thì mình sẽ bị mất cái data đó và mình phải tìm lại thì nó rất là lâu và mất thời gian. Nhớ là tích chọn hết những cái phần này cho mình và đặt tên project. Ví dụ mình đặt tên là đó. Rồi sau đó mình sẽ bấm nút save. Thì cái phần project của mình nó sẽ nằm ngoài đây. Đây, đây là phần project của mình. Để xuất một cái bài nhạc ra thì các bạn làm như thế nào? Rồi các bạn vào file bounce và chọn là project section. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều định dạng dành cho bạn. Bạn có thể xuất cả hai file cùng một lúc. Giống như là bây giờ là ở cái phần PCM này là file WAV, thì các bạn click vào PCM WAV, chọn là resolution là thường cái định dạng chuẩn bây giờ nó khoảng là 16 hoặc là 24 bit. Và cái sample rate là 44.100 hoặc là 48.000. Thì các bạn tùy theo các bạn. Thí dụ trường hợp mà các bạn gửi đi cho ai đó mix cái bài hát của các bạn thì các bạn chọn 48.000 ha. Rồi mình cứ để 48.000. Rồi sau đó những cái này thì giữ nguyên. Rồi sau đó tới phần MP3, các bạn cũng click MP3 đó và nó sẽ hiện ra như thế này. Thường mình sẽ để Bitrate Studio là 320 nha, cho cái chất lượng cái file MP3 mình nó cao nhất. Rồi sau đó mình ở đây mình nhớ tích chọn vào file WAV và file MP3, sau đó bấm OK. Và sau đó mình tìm đường lưu. Ở đây thì mình sẽ lưu bài nhạc là, rồi mình sẽ bấm Bounce. Lúc này thì cái phần mềm nó sẽ cho mình hai cái file là mình đã cài đặt trước, đó là một cái file WAV và một cái file MP3. Đó cũng là những thứ cơ bản nhất của phần mềm Logic Pro X này. Và hy vọng là sau cái video này các bạn cũng thể tự làm nhạc cho mình. Và cũng đừng quên là bấm subscribe kênh để theo dõi những cái video mà mình upload hàng tuần trên kênh YouTube của mình vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần nha. Thank you and take care.